mình sẽ chỉnh lại cam một tí. Các bạn xem mình rõ. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi ăn đậu Hàn Quốc nha. Đây là bánh gạo. Rất là dài. Cái này mình gọi là cây vừa đó các bạn. Nếu như các bạn nào mà không biết ăn cây thì có thể là gọi cây ít thôi. Tại cái này mình gọi cây vừa mà cảm giác nó rất là cay rồi. Hôm nay mình sẽ đi ăn đậu kim chi Hàn Quốc các bạn. Đây là thịt gà, thịt bò. Và đây là cái đồ khi nãy mình đã quay cho các bạn xem rồi. Đây là gà và mực. Giờ đây mình sẽ bỏ vào. Đây kìa. Mì Phan à? Ở đây thì nó sẽ phân cái lẩu ra làm hai bên cho mình, một bên là ít cay và một bên là đây màu đỏ là hương vị của Hàn Quốc nha các bạn. Còn một bên là canh gà. Mình có thể ăn hai loại lẩu. Đây mình sẽ xem những gì này. Còn nó phong bày rồi. Bánh gạo Hàn Quốc của mình đây các bạn. Bây giờ nó chín là có thể ăn được rồi đó các bạn. Đây là gạo màu tím, giống như kiểu gạo lứt của mình các bạn. Đây, bên đây là mình gọi là cây ít. Và bên đây có hai cái bình nước lẩu, là khi nào mình ăn hết mình có thể châm vào nha các bạn. Đây là chén. Đây mình sẽ chỉnh lại cam một tí. Các bạn xem mình rõ. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi ăn đậu Hàn Quốc nha. Đây là bánh gạo. Rất là dài. Cái này mình gọi là cây vừa đó các bạn. Nếu như các bạn nào mà không biết ăn cây thì có thể là gọi cây ít thôi. Tại cái này mình gọi cây vừa mà cảm giác nó rất là cay rồi. Cái cửa sân sầm màu quang gì. Đây là bánh. Đây là cá đó các bạn, chả cá của Hàn Quốc. Đây là chả cá của Hàn Quốc các bạn. Rất là thơm. Rất là dai, dẻo. Đây là thịt bò. Đây là bánh gạo làm từ gạo lứt nha các bạn. Nó có màu giống như gạo lứt của mình. Thanh tao rồi. Thanh được tao. Đây là sư sơ mỏ. Nè. Quá nhẹ. Thank you. Đây là cái bột bánh gạo nhưng mà nó làm một cái nội giống như là mì vậy đó các bạn. Rất là ngon. Mình rất là thích là cái này. Nó hột kia cỡ. Ừ. Thì xin hoa.
cùng là cái bánh gạo nhưng mà nó màu xanh. Đây cờ sơ dùng cho mình linh tỏ ai thảo. Nó là dùng ai thảo nhưng mình cũng chả biết ai thảo là cái gì bạn ơi. Có thể là một cái loại rau củ gì đó. Nó cũng có mùi thơm nhưng mà nó cũng giống nhau, là nó rất là dẻo và dai, nhưng mà nó đặc biệt cái này nó có mùi thơm, một xíu mùi thơm của rau củ. À, mùi gì của cho tao nó gần xương mờ thích chai đi nặng từ mày vô nó gần chai bạn của mình đưa cho mình xem cái rau đó là rau gì, nhưng mà bên Việt Nam cũng chẳng có cái rau đó các bạn ạ. Mùi thơm rất là đặc biệt. Và đây là mình tiếp tục ăn nha. Lát nữa mình sẽ cho các bạn địa chỉ nha. Bye bye các bạn. Bye.